Đây là video phân biệt cho các anh chị biết là đâu là trầm tinh, đâu là trầm cấy, đâu là trầm tự nhiên. Cái bên đây là trầm vi sinh nè, trầm cấy vi sinh. Nó có hình dạng hình thù nè ha, anh chị thấy không? Anh chị trước khi mà muốn bán mình á, ok xem video này thật kỹ để phân biệt biết đâu là trầm vi sinh. Ở đây là mình sinh. Đây gọi là trầm con, trầm cấy á, trầm vườn cấy á. Đó, nó có hình dạng hình thù như vậy nè, anh chị coi rõ ha, coi đỡ phân biệt trước khi chào cho mình biết trầm. Mình hiện tại mình đang có, đây là trầm tự nhiên, trầm tự nhiên là thớ gỗ đi ha, thớ đi nè, không có hình dạng hình thù gì rõ ràng hết. Mấy cái lỗ đây là mấy lỗ kiến này. Đó. Đây nè, nó không có hình dạng rõ ràng, nó đi theo ngẫu nhiên. Anh chị trước khi cho chấm hiểu chưa? Giờ đây nè, đây là trầm vi sinh. Nhân tạo hay trầm cấy nè, cấy con nè, đây tự nhiên nè, ba loại cơ bản. Trước khi xem video là trước khi chào hỏi mình, ok.